Nhà đất Bảo Hoàng xin chào quý anh chị khách hàng, quý anh chị các nhà đầu tư. Chào mừng tất cả mọi người cùng quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Bảo Hoàng, kênh mua bán những cái gửi nhà đất khu vực Hồ Chí Minh, Thủ Đức và Bình Dương. Trong buổi chiều hôm nay thì Bảo Hoàng đang có mặt tại phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, đang đứng trước một căn nhà với trục đường cực lớn phía trước mặt tiền, với một vị trí rất là trung tâm đắc địa giao nhau với trục đường DT743, ngã tư 550, thuộc phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Vâng, và một căn nhà phố mà quý anh chị khách hàng, đặc biệt là quý anh chị đang có nhu cầu mua nhà để ở hoặc là mua để đầu tư, thì đây sẽ là một sản phẩm mà Bảo Hoàng muốn chia sẻ riêng đến cho quý vị. Vâng, một căn được gọi là một căn biệt thự phố trên một trục đường ngang 8m, lòng đường và hành lang mỗi bên là 3m. Vâng, với chiều ngang 5m, chiều sâu lên tới 30m. Với thiết kế một trệt, 2 tầng lầu với 4 phòng ngủ, phòng thờ, phòng bếp, phòng khách và gara xe hơi cực rộng phía trước mặt tiền của nhà mình. Vâng, và một trục đường rất là lớn nơi vị trí của các nhà mình, và đặc biệt là vị trí ngã ba trên trục đường. Ngã ba này thì các nhà chúng ta sẽ di chuyển ra một ngôi chợ rất là lớn trong khu vực khoảng tầm 150m, với dân cư sinh sống nơi đây rất là đông, an ninh. Vâng, với nhiều quầy hàng kinh doanh quán xá ở trên trục đường này rất là nhiều. Như quán cà phê, vâng, tiệm tóc, quán nhậu, vân vân, rất là nhiều thưa quý vị. Và nếu gia đình chúng ta kinh doanh mặt tiền của các nhà chúng ta thì cũng có thể kinh doanh rất là tốt, vì chiều ngang của mặt tiền nhà mình là 5m, rất là tuyệt vời, rất là phù hợp để chúng ta kinh doanh buôn bán. Vâng, và đây là trục đường cũng như là những cái cửa hàng kinh doanh hiện tại trên trục đường của nhà mình. Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trở lại với hành chính của căn nhà. Vâng, với thiết kế một trệt 2 tầng lầu với 4 phòng ngủ, 1 phòng thờ, phòng bếp, phòng khách và gara xe hơi. Và bây giờ thì Hoàng sẽ dẫn mọi người chúng ta vào tham quan căn nhà của mình. Vâng, căn nhà chúng ta có hướng nhà là hướng bắc thưa quý vị, và mức giá là chỉ có 6 tỷ 700 triệu đồng. Mức giá này còn được thương lượng trực tiếp với chủ nhà. Với hệ thống cây xanh được trồng ở phía trước trên trục đường này, rất là nhiều cây xanh cỡ lớn, cỡ nhỏ và sum xuê hoa trái thưa quý vị. Và ngoài ra thì phía trước gần với mặt tiền của nhà mình thì cũng có một quán cây kiểng, vừa kinh doanh cây kiểng vừa bán quán cà phê, rất là tuyệt vời. Vâng, và bây giờ thì Hoàng sẽ dẫn mọi người vào bên trong. Với bộ cửa đầu tiên tại vị trí mặt tiền, bộ cửa được cắt CNC với 4 cánh khá là lớn. Và tiếp theo thì mọi người sẽ đến với khu vực không gian gara của căn nhà. Với không gian này thì chúng ta có thể bố trí làm khu vực gara xe hơi cho gia đình mình. Ngoài ra thì nếu gia đình chúng ta kinh doanh thì không gian diện tích này cũng đủ để chúng ta thiết kế một cái mặt tiền để kinh doanh cực tốt cho gia đình mình. Có một chiếc xe hơi cỡ lớn ở kia, New Sofento, được đậu ngay ngắn thoải mái trong không gian gara của nhà mình. Và tiếp theo thì mọi người sẽ vào với không gian phòng khách của nhà mình. Với một bộ cửa đầu tiên, bộ cửa nhôm xin pha loại thép 4 cánh, với mặt đá ở bên ngoài thì được đắp lát đá hoa cương kim sa, rất là đẹp. Và chúng ta sẽ đến với không gian phòng khách của nhà mình. Vâng, qua màn hình quý vị sẽ thấy được đây đúng nghĩa hơn là một căn biệt thự với không gian rộng, chiều dài lên tới 30m và chiều ngang là 5m.
Không gian như quý vị đang thấy là không gian của phòng khách nhà mình rất là rộng và dài. Vâng, nếu gia đình chúng ta đang tìm kiếm một căn nhà để ở thoải mái rộng rãi thì đây sẽ là một sự lựa chọn đúng đắn cho gia đình mình khi sở hữu một căn nhà diện tích khủng nhưng mức giá chỉ có 6 tỷ 700 triệu đồng. Và mức giá này còn được thương lượng trực tiếp với chủ nhà để quý anh chị khách hàng có thể mua được căn nhà với mức giá phù hợp cho căn nhà này, ưu đãi từ phía chủ nhà. Vì vậy quý anh chị khách hàng hãy liên hệ ngay với nhà đất Bảo Hoàng để đến khảo sát và tham quan trực tiếp căn nhà này. Vâng, tiếp theo thì mọi người chúng ta sẽ vào với không gian tiếp theo, không gian của phòng bếp nhà mình. Và trước khi vào phòng bếp thì bên tay phải mình quý vị, đó là không gian của một cái cầu thang thiết kế theo hình xoắn ốc dẫn lên tầng lầu tiếp theo mà chú Đại Hoàng sẽ dẫn mọi người lên tham quan. Còn đây là không gian thiết kế dành riêng cho phòng bếp với trang thiết bị nội thất phòng bếp như là bộ bàn ăn, bộ ghế sofa, hay tủ đựng rượu vân vân, quầy mini bar, rất nhiều những cái trang thiết bị nội thất, tủ nội thất trang trí cho không gian của phòng bếp rất là đẹp và cũng khá là rộng thưa quý vị, rất là tiện ích. Phía sau thì chúng ta sẽ có một cái hành lang ở phía sau, có một phòng vệ sinh được thiết kế phía sau và hệ thống giếng trời và sân giặt, sân phơi ở phía sau. Vâng, và xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhìn ngắm lại một lần nữa với không gian của tầng trệt nhà mình, bao gồm phòng bếp, phòng khách, gara, xe hơi, trước khi Hoàng dẫn mọi người lên tham quan những tầng lầu tiếp theo của nhà mình. Vâng, sự xa hoa tráng lệ của một căn biệt thự hơn là một căn nhà bình thường thưa quý vị, với diện tích chiều ngang như Hoàng đã chia sẻ 5m và chiều sâu lên tới 30m. Không gian diện tích thiết kế rất là rộng, rất là sang trọng, đẳng cấp. Mà tại khu vực phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, rất hiếm để quý anh chị khách hàng chúng ta có thể kiếm được một căn nhà thứ hai như thế này. Tuyệt vời. Không gian rộng, thiết kế đẹp. Vâng, và bây giờ thì Hoàng sẽ dẫn mọi người lên tham quan từng tầng lầu một của căn nhà mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu với lối cầu thang tuyệt đẹp theo kiểu thiết kế hình xoắn ốc thế này để đến với không gian đầu tiên, phòng ngủ đầu tiên của mình. Vâng, và Hoàng xin được đính chính lại, căn nhà chúng ta sẽ có thiết kế theo kiểu lật tầng, mỗi tầng sẽ có một phòng thế này. Không gian bên ngoài phía trước một căn phòng rất là rộng thì chúng ta bố trí cho những cái bộ ghế sofa sinh hoạt riêng tư hoặc sinh hoạt chung cho từng thành viên gia đình mình trong không gian phòng ngủ của nhà mình. Không gian vừa rồi là không gian ban công bên ngoài, sân hành lang bên ngoài. Chúng ta sẽ đến với phòng ngủ. Và đây là phòng ngủ của gia đình mình, phòng ngủ đầu tiên được thiết kế với những trang thiết bị nội thất đi kèm mà khá là đẹp và bắt mắt. Vâng, trang thiết bị điện dành cho căn phòng này cũng rất là đầy đủ. Có một phòng vệ sinh được tích hợp bên trong. Vâng, hay là tủ đựng đồ thì cũng được thiết kế đi kèm trong không gian căn phòng này, được thiết kế âm tường. Ngoài ra thì những cái bộ cửa phủ bên hông thế này rất là quan trọng, nối tiếp với hệ thống giếng trời của căn nhà, nơi đón ánh sáng không khí cho nhà mình.
khá là đẹp và khá là mát mẻ. Vâng, tiếp theo thì Hoàng sẽ dẫn mọi người chúng ta sẽ ghé tham quan bằng lầu tiếp theo. Vâng, mỗi tầng lầu như Hoàng đã chia sẻ đều có một không gian để bố trí không gian sinh hoạt chung cho mỗi thành viên trên mỗi tầng lầu, với đầy đủ các cái trang thiết bị nội thất như là tủ để tivi, tủ đựng sách, bộ ghế sofa, chiếc bàn phủ bằng chính, vân vân, đi kèm với các cái trang thiết bị điện, các cái loại đèn được trang trí bố trí trong không gian mỗi căn phòng đều khá là đẹp và hài hòa. Vâng, và chúng ta sẽ đến với phòng ngủ tiếp theo, phòng ngủ thứ hai của nhà mình. Và ngay lối cầu thang là ngay lối đi vào cho căn nhà của mình. Phía trước cửa thì chúng ta sẽ có một cái tủ đựng đồ âm tường như thế này. Và một phòng tắm cỡ lớn với bồn tắm đứng, bồn tắm nằm, thưa quý vị, bồn tắm nằm, bồn rửa tay, vân vân. Hay là phòng tắm được thiết kế với một cái lớp kính cường lực có thể đẩy hay kéo qua lại trong không gian của căn phòng này. Không gian rất là rộng thưa quý vị. Và một không gian của phòng ngủ của nhà mình rất là đẹp và rộng. Ở phía trước thì có một ban công để nhìn ra phía ngoài của nhà mình. Theo Hoàng sẽ xin mọi người cùng ghé tham quan hai tầng lầu cuối cùng. Vâng, rất là đẹp và đẳng cấp cho một căn nhà, và nói đúng hơn nó gọi là một căn biệt thự phố thưa quý vị, vì những cái yếu tố cần, chỉ tiêu cần như là diện tích, thiết kế đẹp căn nhà này đều hội tụ đủ trong căn nhà này. Và đây là phòng ngủ thứ ba của nhà mình. Còn bây giờ một không gian tiếp theo, đó là không gian căn phòng cuối cùng, vẫn là một không gian rất rộng, và hiện tại thì gia chủ bố trí không gian này làm phòng thờ. Và một cái hồ bơi ở phía ngoài, và bây giờ Hoàng sẽ dẫn mọi người di chuyển ra tham quan. Với mùa hè nắng oi bức thì đây sẽ là một khu vực để giải nhiệt cho gia đình mình. Một hồ bơi bên ngoài rất là tuyệt vời thưa quý vị. Còn hiện tại thì hồ bơi đang được rút nước để lau lau chùi, cho nên là khoảng trống bên trong là chưa có nước thưa quý vị. Còn với không gian này thì gia đình chúng ta sử dụng rất là tuyệt vời để làm không gian thư giãn, giải trí cho gia đình mình. Và đây là tầm nhìn xuống trục đường phía trước mặt tiền của nhà mình, với khu vực gara xe hơi, đường phía trước mặt tiền. Vâng, và một lần nữa Bảo Hoàng xin được thống kê lại những thông tin cơ bản về căn nhà phố và buổi chiều hôm nay Bảo Hoàng chia sẻ đến cho quý vị. Một căn nhà với thiết kế một trệt, với thiết kế tầng, thiết kế theo kiểu lật tầng, mỗi tầng lầu sẽ có một phòng ngủ, với ba phòng ngủ: một phòng thờ, phòng bếp, phòng khách.
gara xe hơi, trục đường rộng 8m phía trước với chiều ngang 5m và chiều sâu là 30m. Tổng diện tích của nhà mình là 150m với mức giá chỉ có 6 tỷ 700 triệu đồng. Mức giá này còn được thương lượng trực tiếp với chủ nhà, và hướng nhà là hướng Bắc. Một lần nữa Bảo Hoàng xin chân thành cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào.